Vậy các bạn nhóm người cùng xem nha. Vậy tiếp tục hôm nay thì mình quay đây là tại Nha Sĩ Cũ. Thì bây giờ thì anh em đang chuẩn bị tập tăng 2 của bơi ghe ngò của Nha Sĩ Cũ nha các bạn. Đây các bạn cùng xem. Ở trên đây thì nó nghe anh em cũng đang tập trung. Hồi nãy giờ thì cũng đã bơi một tăng rồi. Đó, bây giờ tiếp tục bơi tăng 2 các bạn. Ở đây là địa hình của là Nha Sĩ Cũ. Nha Sĩ Cũ của mình thì nó nghe cũng đã ngưng thi đấu cũng đã lâu. Đó, nhưng mà năm nay đã tái sức lại nha các bạn. Đã đóng ghe mới luôn. Đó thì bây giờ các anh em đang tập trung lại để mình tập dàn. Chứ thì chưa có là tập bơi ghe. Nó nghe cái bữa hạ đĩ ghe thì mình cũng có hay nhưng mà mình đã vô trễ các bạn, cho nên mình cũng không có quay được. Mình cũng gấp tiếp. Bây giờ thì anh em tập dàn thì tiếp tục mình quay chia sẻ cho các bạn người xem và tham khảo nha. Đây thì ngay chân cái cổng sau của Nha Sĩ Cũ nha các bạn. Đó, bây giờ thì tập cái này thì theo mình thấy thì nó cũng chưa có đủ. Theo mình đoán thì chỉ có mới là khoảng là 30 người thôi. Chứ đợt mình có quay ghe ngò thì mình có nghe ai nghệ nhân chia sẻ thì tới 60. Tới 60 người đó. Cái này thì theo mình thấy thì chỉ có mới cờ, hồi nãy mình có đếm thử thì mình độ cũng cỡ khoảng có 30 người cả. Nó ngay thì tại chưa có tập trung đủ các bạn. Ở đây thì nó là ngay là đang chuẩn bị cho cái buổi đua ghe ngò này là chuẩn bị cho tại huyện Rồng Riềng nha các bạn. Huyện Rồng Riềng sắp sửa sẽ diễn ra, cho nên là đội ở đây đang tập trung tập dàn để chuẩn bị cho đua ở huyện Rồng Riềng. Còn ở tỉnh bạn thì chưa nha các bạn. Tỉnh bạn và huyện tỉnh nhà thì tới tháng 10 lắm. Thì bây giờ nói nghe thì anh em nãy giờ cũng đang nghỉ tăng nha. Một tí xíu nữa thì bắt đầu anh em sẽ tập tăng 2. Rồi tiếp tục nữa mình cũng quay là cái cách bơi của các đội của đội Nha Sĩ Cũ để cho các bạn nhân người xem và tham khảo. Mình cũng nghe nói là hình như ngày mai hay gì đây thì chắc có thể là sẽ bơi tập ghe và thử ghe cần câu mới luôn. Thì tiếp tục nữa mình quay cho các bạn xem. Rồi, có cái tín hiệu của còi đã chuẩn bị. Rồi thì bây giờ anh em đang tập trung xuống nha các bạn. Đang tập trung xuống để mình bơi tầng 2. Rồi thì ngày mai bắt đầu là mình sẽ tiếp tục mình quay thử cần câu và bơi ghe, thử ghe luôn để cho các bạn nhóm người xem và tham khảo. Và bây giờ thì các bạn nhóm người xem anh em đang tập bơi dàn. Hồi nãy thì theo mình đoán thì cỡ 28 người, nhưng mà bây giờ mình thấy làm giờ là đang tăng cường thêm thì chắc có thể là sẽ nhiều hơn đó nha các bạn. Nhiều hơn hồi nãy tại anh em nói là ngay thì ai cũng có công chuyện làm mấy bạn. Giờ này anh em về thì mới tập trung lại. Chuyến này thì theo mình độ thì chắc cũng cỡ hơn tăng trước tí, cũng vài người. Nói chung mình tính mà đủ thì nó tầm khoảng 60 nha các bạn. Năm ngoài 60 lận, chứ không phải bao nhiêu đây. Cái máy dầm quá đẹp. Cái màu dầm cực kỳ đẹp nha các bạn. Đang có tư thế chuẩn bị các bạn. Ừ.
nét bơi của nhà si cũ nha. Đều đỡ lắm rồi đó. Quá đã luôn đó. Wow. Chưa đều các bạn, bị gãy rồi. Phê luôn. Rồi nghỉ tăng các bạn. Thả luôn.
đuối. Rồi bây giờ anh em lên nghỉ tăng á, đuối. Lên chuột luôn không? Lên chuột luôn. Mới hai tăng thôi muốn phê à? Phê. Mới hai tăng à? Tăng nó đủ, nó dầm thôi. Đuổi.